Các thí sinh Tây Ninh đã có một ngày tranh tài sôi nổi tại vòng bán kết chương trình tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 6 năm 2024 diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2024. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, sự chuẩn bị chu đáo, nhiều thí sinh đã thật sự tiến bộ hơn so với vòng sơ loại. Ở vòng sơ loại, các thí sinh chủ yếu thể hiện giọng nói, điệu bộ, cử chỉ, khả năng trình bày trước đám đông. Rút kinh nghiệm mà ban giám khảo đã góp ý, ở vòng bán kết, các thí sinh đã tự tin hơn. Nhiều thí sinh còn có phần múa, hát, minh họa, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ở vòng sơ khảo thì con được ban giám khảo góp ý là con nên di chuyển nhiều hơn khi ở trên sân khấu và tự tin hơn. Thì ở vòng này thì con đã sửa đổi bằng cách là con di chuyển nhiều hơn trên sân khấu nè để học cách làm chủ sân khấu và tự tin hơn để trình bày cái phần dự thi của mình. Rồi con học tập những cái kỹ năng khi mà ở trên sân khấu và con cũng ngoài ra thì con cũng được phần trợ giúp của thầy cô và ba mẹ để có thể ngày hôm nay con đứng tự tin trên sân khấu và trình bày cái phần dự thi của mình. Khi vào được vòng bán kết thì con đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, con chuẩn bị khoảng là một tuần. Trước đó con và mẹ đã tham khảo rất là nhiều chủ đề hay và ý nghĩa và cuối cùng con và mẹ đã chọn một chủ đề đặc biệt chỉ dành cho ngày đặc biệt và là ngày 20 tháng 10. Ở vòng sơ khảo là ban giám khảo đã góp ý cho con là về tốc độ thì con nói là hơi nhanh một chút xíu và lần này con cố gắng nói cho thật là rõ ràng và chậm rãi. Con thấy là phần thi của con rất là hay, con tự tin về phần thi của mình và con hài lòng về phần thi của mình. Chương trình tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 6 năm 2024 còn có những thí sinh đã tham gia thi ở mùa 5 và tiếp tục quay trở lại để tranh tài ở mùa 6 này. Con quyết định là đầu tư hơn trong phần trình diễn, luyện tập nhiều hơn về giọng nói, cử chỉ, điệu bộ cũng như là hoàn thành tốt hơn trong cái việc và chuẩn bị trang phục mang lại cho bọn con là một phong thái tự tin hơn, cách nói chuyện thì lưu loát và cử chỉ điệu bộ thì nó sẽ phù hợp với lứa tuổi hơn. Dù có tiếp tục được vào vòng chung kết hay không thì các thí sinh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 6 năm 2024 tại Tây Ninh đã có những trải nghiệm thật đáng nhớ cùng với gia đình, thầy cô, bạn bè của mình tại một sân chơi thú vị, bổ ích dành cho lứa tuổi thiếu nhi.